Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình hiện nay đang là hai chiếc máy, bên này là iPhone 6 không có S và bên này là iPhone SE. Cái chiếc máy này thì đang có chung một mức giá là khoảng 11 triệu đồng và hôm nay thì mình sẽ có một video để so sánh ra hai chiếc máy này để xem cùng một mức giá thì chiếc máy nào sẽ đáng mua hơn nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về thiết kế. Cả hai chiếc máy này thì đều có một điểm chung là đều làm từ cùng chất liệu nhôm 6000 series, tức là về độ cứng cũng như là về độ bền, độ va chịu lực các thứ nhau là bằng nhau. Nói về cảm giác cầm nắm thì mình thích cảm giác cầm nắm của iPhone 6 hơn. Các bạn có thể thấy rằng là phần viền của iPhone 6 thì được làm bo cong, thế nên là khi mà cầm trên tay cảm giác rất là thích và dễ chịu. Còn đối với chiếc iPhone SE thì nó giữ nguyên thiết kế từ iPhone 5S, thế nên là phần cạnh viền này nó được làm vắt thẳng xuống và có đường cắt kim cương, thế nên là khi cầm trên tay thì cảm giác hơi cấn nhẹ một chút. Nhưng mà nếu chúng ta đeo ốp vào cho SE thì chắc là cảm giác cấn nó sẽ không còn. Nói về chuyện đẹp xấu thì cái này thì mình nghĩ là tùy vào mắt thẩm mỹ của mỗi người. Có người sẽ cho SE là đẹp hơn, có người cho iPhone 6 là đẹp hơn. Nhưng với cá nhân mình thấy thì mình thích cái thiết kế bên ngoài của SE hơn. Bởi vì với iPhone 6 thì có khá nhiều người sẽ đồng ý với mình rằng sự xuất hiện của cái giải nhựa này đã làm giảm đi rất nhiều vẻ đẹp bên ngoài. Bởi vì đối với phiên bản màu đen hay là màu trắng thì không sao, nhưng đối với phiên bản màu vàng này chẳng hạn thì với cái giải nhựa này nó đã giảm đi sự sang trọng rất là nhiều. Thậm chí là cái phần nhựa màu trắng này còn chẳng ăn khớp gì với màu vàng của máy nữa. Còn với iPhone SE thì thiết kế nó y hệt như là 5S, và chúng ta đã biết là thiết kế của 5S thì nó huyền thoại thế nào rồi. Cái này thì mình không muốn nhắc lại nữa. Đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Có thể các bạn sẽ thấy chiếc 6 đẹp hơn, đúng không? Đó là so sánh xong về thiết kế bên ngoài, và bây giờ thì mình sẽ so sánh về màn hình. Kích thước màn hình của chiếc iPhone 6 là 4,7 inch, còn với iPhone SE thì là 4 inch. Kích thước màn hình tuy là khác nhau nhưng mà về cái mật độ điểm ảnh thì là tương đương với nhau. Cả hai thì đều là 326 ppi. Như vậy về chất lượng hiển thị thì các bạn có thể thấy rằng là tương đương với nhau rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bàn về cái ứng dụng của cái màn hình. Màn hình của iPhone 6 lớn hơn, thế nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái tác vụ ví dụ như là lướt web này, hoặc là lướt Facebook, rồi xem video, xem phim các thứ thì sẽ đem lại cảm giác thích hơn bởi vì nó to hơn. Còn với iPhone SE thì kích thước mình bé hơn, có thể xem phim rồi chơi game các thứ không đã bằng iPhone 6, nhưng mà được cái là nó rất là nhỏ gọn, có thể cho vào túi quần đem đi lại tiện lợi. Và với kích thước màn hình bé hơn thì chắc chắn là nó sẽ ít tiêu hao pin hơn, đồng thời hiệu năng nó sẽ cao hơn, và điều này thì đã được chứng minh rồi. Tiếp theo mình sẽ so sánh về camera. Về camera thì camera sau của chiếc SE nó có thông số vượt trội hơn camera sau của chiếc iPhone 6. iPhone 6 thì vẫn là 8 megapixel, còn với chiếc iPhone SE nó lên đến 12 megapixel. Nó thậm chí cũng có khả năng quay phim 4K và chụp live photo nữa, điều mà camera sau của iPhone 6 lại không làm được. Về camera trước thì iPhone 6 lại nổi bật hơn với khẩu độ là f2.2, còn bên SE thì cũng chỉ là f2.4 thôi. Cái độ phân giải của hai camera trước này thì đều là 1,2 megapixel. Nhưng mà khi chúng ta selfie ở trong môi trường thiếu sáng thì có lẽ là với iPhone 6 nó sẽ cho bức ảnh với chất lượng tốt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ bàn về hiệu năng. Cái này có lẽ thì chúng ta đã biết trước kết quả rồi. iPhone SE thì mang trong mình ruột của 6S, tức là con chip A9 cùng với 2GB RAM, còn với iPhone 6 nó chỉ là chip A8 với 1GB RAM thôi. Thế nên là rõ ràng về hiệu năng rồi khả năng đa nhiệm các thứ chắc chắn nó không thể vượt qua được SE được. Màn hình của SE thì lại còn là 4 inch nữa, thế nên là vì hiệu năng lại càng bá nữa. Đây có thể coi là chiếc máy mạnh nhất của Apple thời điểm bây giờ. Mình đã làm hẳn một video speed test giữa hai con máy này và các bạn đã xem thì các bạn biết kết quả rồi. SE nó quá bá đạo và chiến thắng của nó rất thuyết phục rồi. Với hiệu năng và khả năng đi nhiệm cao hơn thì rõ ràng là về lâu về dài chiếc SE của chúng ta sẽ có tuổi đời cao hơn chiếc iPhone 6. Cái điều đó là chắc chắn. Bởi vì là cấu hình cao hơn thì rõ ràng với những cái đời iOS về sau nó sẽ chạy mượt mà và ổn định hơn. Và cái cuối cùng mình muốn so sánh đó là về pin. Cục pin của iPhone SE có dung lượng là 1624 mAh, còn với cục pin của iPhone 6 là 1810 mAh. Nghe thấy thông số ở đây nhiều bạn sẽ tự cho rằng là chiếc iPhone 6 sẽ có thời lượng pin tốt hơn iPhone SE, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Chúng ta còn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Với chiếc SE màn hình bé hơn, còn với 6 thì màn hình lại lớn hơn, thế nên là màn hình của chiếc iPhone 6 này sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với cái chiếc SE. Mình có đọc một số các cái bài so sánh và những cái bài review ở trên internet thì phần lớn thì mọi người cho rằng là thời gian sử dụng pin của chiếc SE này tốt hơn so với cả iPhone 6. Và vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong bài so sánh giữa chiếc iPhone 6 và iPhone SE. Với SE thì nó có hiệu năng cao hơn này, camera sau chụp ảnh tốt hơn và một thời lượng pin tốt hơn so với iPhone 6. Nhưng bù lại iPhone 6 lại có một màn hình lớn, thế nên là khi chúng ta sử dụng để xem phim hay là chơi game thì sẽ đem lại cảm giác tốt hơn. Đồng thời phần camera trước của iPhone 6 sẽ cho phép chúng ta tự sướng trong môi trường thiếu sáng tốt hơn so với cả iPhone SE. Phần việc của mình đến đây có lẽ là xong rồi. Bây giờ câu hỏi là dành cho các bạn nhé. Với mức giá là khoảng 11 triệu đồng, các bạn đánh giá chiếc máy nào đáng mua hơn? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.